Tử vong vì tai nạn giao thông là ám ảnh của cả xã hội trong rất nhiều năm qua. Thế nhưng bên cạnh đó còn có một nỗi ám ảnh lớn hơn mà người dân có thể vô tình đã quên mất, với số người chết thậm chí là còn cao hơn người chết vì tai nạn giao thông. Đó là bệnh không lây nhiễm như là ung thư, tim mạch, tiểu đường, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thống kê của Bộ Y tế cho thấy hiện tại nhóm bệnh này có tỷ lệ đến 80% số ca tử vong mỗi năm tại nước ta. Những thông tin trên được Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cảnh báo trong hội nghị sơ kết chương trình mục tiêu y tế dân số tổ chức vào sáng ngày hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, đây là một trong những mối quan tâm chính của ngành y tế trong hiện tại và thời gian tới. Trong đó, công tác phòng bệnh tầm soát được đặc biệt chú trọng và sẽ nhận được những đầu tư cụ thể về vật chất, con người và tiền của. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, hiện tại kinh phí đầu tư cho địa phương trong tầm soát và phòng bệnh không lây nhiễm là quá thấp, thậm chí còn không đủ cho công tác tập huấn, chứ chưa kể đến việc phòng bệnh. Trong giai đoạn 2005 đến năm 2011, tỷ lệ chi cho phòng chống bệnh không lây nhiễm trong tổng chi y tế quốc gia hàng năm chỉ chiếm 2,5 đến 3,5%, trong khi gánh nặng mang lại chiếm đến 80% tổng gánh nặng bệnh tật và tử vong. Bộ Y tế khẳng định trong chương trình mục tiêu y tế dân số giai đoạn 2016 đến năm 2020 sẽ đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh không lây nhiễm, lồng ghép với chương trình sức khỏe Việt Nam, đặc biệt chú trọng ở y tế cơ sở.